Tôi đặc biệt kính chào anh khán thính giả của đài BON, xin anh Minh gửi lời chào đến khán thính giả của đài. Tôi là mình trân trọng kính chào quý khán giả đài VOM. Vâng, thưa anh Minh, thì ngày hôm qua là ngày mùng 10 tháng 12 là cái ngày kỷ niệm 66 năm cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền ra đời. Thì thưa anh, có lẽ là chúng ta cũng điểm qua một chút là cái tuyên ngôn quốc tế nhân quyền đó nó ra đời và đã có bao nhiêu quốc gia đã ký vào và Việt Nam đã có tham gia vào cái công ước quốc tế đó hay chưa? Nhân thì trước khi mà nó cái đó thì ít nhất là mình cũng phải nói nguyên nhân tại sao có cái quốc tế nhân quyền. Rồi. Thì bởi vì thật sự thì sau cuộc đệ nhị thế chiến đó thì tất cả những người mà có cái tâm bác ái đó, họ thấy cái những cái người người dân mà của nhiều quốc gia trong cuộc chiến nó bị có dân vi phạm rất là nhiều và có cái mạng sống rất là rẻ. Thành ra cái lòng mà từ tâm của họ thấy không phải nghĩ tới có những cá nhân và những cái nhóm mà họ đã vận động để đưa ra cái bản tuyên ngôn quốc tế quyền để mà đặt cái tiêu chuẩn nhằm bảo vệ những người dân mà thấp hèn yếu kém mà bị những chế độ độc tài, độc tài về quân chủ hay là độc tài quân phiệt hay là độc tài cộng sản hay là độc tài những đất quốc xã, thì họ thấy tất cả những độc tài đó nó cướp đoạt tất cả những cái quyền sống của con người. Thành thử ra họ mới vận động để thành lập cái bản tuyên ngôn quốc tế nhiều người để đặt một cái tiêu chuẩn và cái những cái quốc gia đó dựa vào đó để mà làm cái hiến pháp cũng như luật pháp mà để làm thế nào có quyền người nào mà được công nhận chứ không thể làm thế nào đó. Thì cái bản tuyên ngôn đó ra là ngày 10 tháng 12 năm 1948 ở tại Paris, đó là ra làm cái chuyện đó. Thì trong cái này hôm nay đó thì nó khoảng là 375 quốc gia tham gia, thì trong đó là năm 1977 là Cộng sản Việt Nam đã trở thành thành viên của Liên Hợp Quốc. Mà thường thường tất cả những thành viên Liên Hợp Quốc á đều đó là phải chấp nhận những về cái luật về nhân quyền và cũng như bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, nó gồm có những công ước mà họ từng Quy được định. bổ túc. Đó là những cái điểm đó. Thì cái điều mà chúng ta thấy thế này nè, trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền đó thì nó có đưa ra 30 điều. Thì những cái điều đó liệt kê những cái quyền hạn của người dân thế nào mà chặt quyền nó phải tôn trọng. Rồi cái điều chót hết điều 30, tất nhiên là nó đặt cho rõ ràng rằng là cái người mà cái đó là hẳn là không có dựa vào một cái quốc gia nào mà nó dựa vào biện hưởng là cái gì thế này thế kia mà để vi phạm cái điều của cái 30 điều mà liệt kê trong đó. Thành thử là chẳng hạn giống như Cộng sản Việt Nam thường thường nói là vì có cái luật lệ về dân chủ quan niệm riêng, về luật quan niệm nhân Nhân quyền quyền. riêng, thì cái điều đó là ngụy biện. Và chính vì họ đã năm 1982 đó hay là họ đã ký cái công ước quốc tế, mà công ước quốc tế đó đó công ước là đặt là về quyền dân sự và chính trị đó, là họ ký vào nhiều cái công ước mà họ đặt bút ký chứ không phải là nói chỉ cái tổng quát cái bản tuyên ngôn tới quyền không, mà trong đó có những công ước mà đặc biệt là cái công ước mà về quyền dân sự về chính trị. Tất nhiên là cái quyền người dân họ có quyền phát biểu, có quyền làm chính trị, có thể lập hội, có mọi chuyện hết êm thêm hết chứ không phải là cái chuyện mà nói anh giống như điều 4 hiến pháp của cộng sản đưa ra là nói coi như là đảng cộng sản là độc quyền chính trị, cái đó là nó sai vi phạm ngay cái công ước quốc tế và cũng như là cái công ước mà cộng sản Việt Nam đã ký kết và được phê chuẩn là năm 1982. Mà cái mà hiến pháp đó thì Cộng sản Việt Nam đã làm đó là để mà giành độc quyền đó là 1992. Tất nhiên là nó sau cái công ước mà Đối với họ đã 10 ký năm. kết đó, theo thành do đó mà đối với Cộng sản Việt Nam chúng ta thấy những cái gì mà họ ký kết với quốc tế đó không bao giờ họ tuân thủ. Vâng, thì thưa anh, thì hiện giờ Việt Nam là một thành viên trong cái Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Và anh thấy là trong cái thời gian đặc biệt năm 2014 á, thì Cộng sản Việt Nam đã gia tăng cái sự đàn áp đối với những cái nhà đấu tranh về dân chủ và nhân quyền. Và đặc biệt là trong cái thời gian ngắn, trong vòng 2 tuần lễ vừa qua, là hai cái blogger, một là cái blogger Hồng Lê Thọ và cái blogger thứ hai Nguyễn Quang Lập vừa mới bị bắt. Thì thưa anh, hai cái nhân vật này đó, một đó là Việt kiều yêu nước ở tại Nhật đã về và đóng góp rất nhiều cho cái nhà nước Cộng sản Việt Nam,
và từng làm trong tòa lãnh đạo đại sứ của Cộng sản Việt Nam ở Nhật Bản và trở về Việt Nam như là một cái người đã đóng góp rất nhiều cho cái nhà nước và Cộng sản Việt Nam. Và ông Nguyễn Quang Lập cũng là một đảng viên Cộng sản Việt Nam. Thì thưa anh, thì lý do gì mà Cộng sản Việt Nam lại khi mà sắp sửa kỷ niệm 66 năm ngày thành lập, công bố cái bản văn về quốc tế nhân quyền, thì họ lại bắt hai cái nhân vật này anh? Thế cả giờ thật sự đó, thì nếu mà để mình nói sâu xa ra đó thì mình sẽ phải nói được cho đó. Mà tôi nghĩ rằng á, bởi vì đêm hôm nay là cái ngày mà quốc tế nhân quyền, thì tôi muốn đào sâu về cái ngày bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền cũng như là những cái điều luật mà Cộng sản Việt Nam, rồi sau gần kết luận đó, chúng ta sẽ bàn tới cái chuyện mà nó vi phạm điều nào của cái hiến chương Liên Hiệp Quốc và những cái điều luật nào mà nó làm một cách mà mơ hồ. Bởi vì thường thường cái luật lệ ấn định cái luật, chẳng hạn giống như luật lưu thông, chúng ta thấy ấn định là cái làm thế nào, anh gặp anh vẻ phải thì anh phải đèn ngoài kia, ví dụ cái bán đường nó để là cái cấm, cái là cấm vẻ phải, thấy không? Thì tất cả những đó nếu mà vi phạm á, thì người ta quẹo á, thì nó phạt cái gì rất rõ, chứ còn không thể nó mơ hồ là nếu anh chạy bất cẩn sao gọi là bất cẩn, phải không? Thì trong khi đó thì ta thấy rất có nhiều điều luật, nó chẳng hạn giống như là tuyên truyền chống phá nhà nước, thế nào gọi là tuyên truyền chống phá nước, chẳng hạn lợi dụng là quyền dân chủ đó, tất cả những cái chuyện mà nó mơ hồ nó thành thử đó, nó quy chụp nào cũng được hết. Đó là mình sẽ bàn tới tại sao nó bắt như này, và còn có chuyện mà động lực nào bắt đó, thì chúng ta sẽ bàn sau đi sau. Thì giờ mình nói làm sao để đào sâu về đóng cái ngày quốc tế nhân quyền trước ha. Vâng, thì anh có thể đào sâu về những cái điều khoản mà theo anh đó, thì cái điều khoản nào mà hiện giờ đó mà rất nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm về cái vấn đề mà vi phạm nhân quyền. Đúng rồi. Trên thế giới hiện giờ. Đó. Thì bây giờ chúng ta thấy cái điều mà thường thường đưa lên nói là điều 79, đàm 88 và 258. Mà hai cái chuyện 79 đó thì nó nói một cách đó thì cũng không đến nổi, là bởi vì cái chính trị mà cứ đi âm mưu lật đổ chính quyền thì cái chuyện thường trị đó là cái chuyện đương nhiên, thấy không? Nhưng mà cái chuyện mà chỉ là 88 và 288 nè, một lời nó rất là mơ hồ mà nó kiểu rất là khôi hài. Thì chẳng hạn tôi đặt cái điều mà 88 nè, tội tuyên truyền chống phá nhà nước, người nào mà có những hành vi hay nhằm chống nhà nước Cộng hòa chủ nghĩa Nam thì bị phạt tù. Cái hành vi thế nào gọi là chống phá, đó là một điểm. Rồi tuyên truyền xuyên tạc phỉ báng nhân dân thì đến giờ thật sự chẳng hạn thấy giờ chính quyền nó không làm tròn bổn phận, chẳng hạn giống như là Trung Cộng xâm chiếm đó mà anh bình chân như vậy, thì chẳng hạn như cháu Phương Nguyên là lên án là Trung Cộng xâm lăng và trách móc là nhà cầm quyền đã không bảo vệ Tổ quốc, cái đó gọi cũng cho phỉ báng thì nhốt. Cái chuyện bởi vì chừng khi nào mà nó cái chuyện chẳng hạn giống như cái điều mà nào mà người ta làm đúng mà nó vẫn phỉ báng hay là cái gì á, và thật sự những cái chuyện mà bên đây nè, chẳng hạn nó thật sự giống như anh em mình phê bình chỉ trích tổng thống Obama có những điều luật nào không đúng, thì đối với Cộng sản thì chắc anh em mình đã vô tù hết xương rồi, thấy không? Cái đó do đó mà cái những cái chuyện rồi làm ra tàn thử lưu hành các tài liệu dân quá phẩm có nội dung chống nhà nước và xã hội Việt Nam, chẳng hạn giờ trong đó phê bình chính sách nhà cầm quyền nó không đúng, chẳng hạn giống như giờ cướp đất người ta nêu cái đó rồi nó chống phá, bởi ai làm sai người ta phê bình thôi chứ gọi là chống phá. Đó là những cái điều mà chúng ta thấy. Rồi điều 288 lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức công dân, làm thế nào mà gọi là lợi dụng dân chủ thì tôi có quyền, tôi thấy anh đúng tôi khen, anh sai tôi chê, không thấy nó gọi là lợi dụng dân chủ được. Chừng khi nào mà cái hành động nó kèm theo bạo lực thì mới gọi là chống phá để mà âm mưu lật đổ chính quyền. Còn cái lời nói á, thì vô bổ vô hại, tôi chỉ để cho anh lưu ý, anh thấy là trật anh sửa chữa. Còn cho người nào lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do chí, tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, hợp hội, lập hội dân chủ mà xâm phạm quyền lợi ích là nhà nước thì cũng bị trừng phạt. Cái chuyện nó một do đó mà cái điều luật này người ta chỉ trích là gì, anh nói một cách mơ hồ và những cái quyền mà trong cái hiến chương Liên Hợp Quốc, trong cái phần mà tuyên ngôn quốc tế nhân quyền cũng như là mấy cái công ước đều cái quyền đó là xác định là cái người dân có quyền làm gì chuyện đó, chẳng hạn giống như là cái điều mà
19 trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, mọi người đều có quyền tự do ngôn luận, bày tỏ quan điểm. Quyền này bao gồm tự do quan điểm mà không bị xen vào quấy rầy và được tự do tìm kiếm, thu nhập, quảng bá tin tức và tư tưởng qua phương tiện truyền thông bất kể biên giới. Tất nhiên là giờ tôi thấy những cái chẳng hạn giống như giờ đã biết bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền mà lại vi phạm ấy, nên giống kỳ mà bác sĩ Phạm Hồng Trân trước đây để phổ biến những cái chuyện đó ra là cũng là một cái tội, cái chuyện vô lý mà chính nhà cầm quyền Cộng sản đã ký vào điều này. Đó là những cái điều mà chúng ta thấy rõ ràng là tất cả nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã vi phạm tất cả những cái gì mà họ đã ký kết. Cũng chẳng hạn giống như giờ cái nói cái điều mà 17 của cái hiến chương Liên Hiệp Quốc đó, là mọi người đều có quyền tư hữu tài sản cá nhân cũng như tập thể, không ai có thể bị tước đoạt tài sản của mình một cách độc đoán. Thì lại cái vụ án dân quan chúng ta thấy rõ rằng là của người ta muốn lại là đuổi nhà đi, một trường hợp như là của Đoàn Văn Dương ở Tiên Lãng là cái chuyện đất đai ta về rồi thì tự nhiên giờ anh muốn tịch thu đem lợi, rồi cũng nói đó là do đó mà tất cả những điều mà nó đã vi phạm điều 19, 17 rõ ràng cái điều này đó, cho chúng ta thấy không đó. Rồi thì do đó mà tôi thấy rõ rằng ngay trong những cái luật lệ mà của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đó, thì như là trong cái chương 11 những tội phạm mà về an ninh thì lại như tôi nói vừa kể đó là điều 88, 2588 là những cái điều nó hoàn toàn nó vi phạm lợi những cái hai cái điều 17 và cái điều 19 của cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, cũng như là về cái công ước mà Cộng sản Việt Nam ký tháng 4/1981 và đã quốc hội đó gọi là phê chuẩn đó, là tháng 2/1982. Là tất nhiên cái quyền dân sự và cái quyền chính trị là người dân được quyền lập hội, được quyền đủ thứ hết, trong kỳ đó thì anh lại là nói rằng là vi phạm an ninh quốc gia. Điều đó do đó mà chúng ta thấy nhà cầm quyền Cộng sản đã vi phạm tất cả những cái gì mà họ đã ký kết. Đó là những cái điều mà chúng ta thấy. Thành thử ra giờ đó, thì dụ cho nên anh hỏi tại sao mà nó lúc sau này bắt. Bởi vì người ta hỏi thế nào? Là bởi vì anh á, đúng ra nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, anh đã trở thành một thành viên trong Ủy ban Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Là một thành viên đó mình phải luôn luôn phải có gương mẫu, mình phải có chuẩn mực mà đúng. Bởi vì đó anh là thành viên đó trong cái Ủy ban Nhân quyền, tất nhiên là anh phải tôn trọng 30 điều khoản của cái bản hiến chương Liên Hợp Quốc cũng như tất cả công ước nào mà những luật lệ là liên hệ với nhân quyền. Đằng này tất cả cái nào anh cũng vi phạm hết. Cái điều đó mình thấy ra khôi hài, thấy không? Rồi chẳng những là hãnh diện rằng mình trở là thành viên đó mình là tốt, nhưng mà nói mà không biết mặc cỡ miệng. Rồi ngay tới ngày mà kỷ niệm ngày quốc tế nhân quyền là thứ 66 này thì lại đi vi phạm trắng trợn những điều đó nữa. Thì hỏi vậy có phải là coi thường quốc tế, coi thường công luận quốc tế không? Mà con người mà thường thường mà coi thường luật pháp, coi thường quốc tế là chỉ cái bất lương. Bởi vì chẳng hạn giống như luật pháp của quốc gia đây á, ấn định là không được xâm phạm tài sản ta thì đi cướp giật, giống như cái mùa mà này á, thì là ở đây có những cái thành phần mà bất lương đi vô trộm cướp giật, thấy không? Đó là những cái điểm mà chúng ta thấy. Thì cái ngày hôm nay là cái mùa này là cái ngày quốc tế nhân quyền, kỷ niệm quốc tế nhân quyền, thì Cộng sản là đây đi bắt bớ những blogger và những trường hợp giống như là ông Hồng Lê Thọ này, và với cái danh là người lót gạch, thấy không? Thì ông bắt cái ngày là hôm ngày 29/11. Đó là rồi ông là cái tội gì? Ông này nghe nói là tỷ như việc đó là hồi là cái người mà ở bên Nhật lại có cảm tình với Cộng sản Việt Nam, giúp đỡ với Bộ Ngoại giao Việt Nam qua Nhật đủ thứ, rồi sau đó kia là long trọng rước về, ông về ông công tác. Mà ông này nghe nói là sự đại ông không có bao giờ viết cái bài nào mà chỉ trích. Nhưng mà trong cái Facebook của ông đó thì ông thấy có những cái bài hay, vài cái lập trường thì ông lấy ông để vô thì lại cũng bị bắt. Rồi tới như Nguyễn Hoàng Lập thì mới bắt hôm 6/12 đây, thì nó bắt nghe nói vô cái bắt quả tang, trong khi bà vợ nói đương viết văn bị hoàn tất cái tác phẩm ông đương làm đó, thì hỏi trong khi đó thì ông này thì còn có viết cái bài đó hiệp hát, thấy không? Thì do chúng ta thấy rõ rằng là nhà cầm quyền Cộng sản vừa tôi thấy nó vừa ngu, thấy không? Vừa cái là bất lương. Ngu cái chỗ là mình là một thành viên trong cái Ủy ban Nhân quyền, lại ngay cái ngày kỷ niệm
này đó thì đã đi bắt những điều này đó, thì ta hỏi đánh giá cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là cái gì. Đó là những cái điều mà tôi mới nó ngu, mình cũng thật. Chứ còn thật sự thí dụ giờ anh trước đó đó thì cũng còn được, hay là anh sau đó cũng còn nói đi, ngay cái ngày đó để anh làm đó thì anh coi thường quốc tế quá. Đó là những điểm mà chúng ta thấy Cộng sản Việt Nam, những cái hành động nó không phải là một chính danh của một nhà cầm quyền. Mới nói một chính quyền, một chính danh của một chính quyền đối với quốc gia thì phải biết tôn trọng những luật pháp trong cộng đồng quốc tế, chứ không thấy người làm chuyện đó. Đó là chỉ có những cái kẻ mà nó không ra gì trong cái xã hội đó, mà cũng không ra gì trong cộng đồng quốc tế ngày hôm nay. Vâng, thì thưa anh, chúng ta thấy rằng thật sự là Cộng sản Việt Nam đang có nhiều cái nỗ lực để mà có thể làm thế nào vào được TTP, rồi làm thế nào để có những cái sự hỗ trợ của Hoa Kỳ về mặt kinh tế để mà cứu vãn nền kinh tế của họ. Thế nhưng mà cái đòi hỏi của Hoa Kỳ là vấn đề phải có tiến bộ về nhân quyền. Nhưng mà rõ ràng là ngay cái ngày kỷ niệm quốc tế nhân quyền thì anh lại đi bắt những cái người mà chỉ lên tiếng hoặc là chỉ trích lại những cái bài viết để phê phán những cái sai lầm của chế độ. Thì cái điều đó nó đã hoàn toàn đi ngược lại tất cả cái chỗ này nè. Thế chẳng hạn thật sự chúng ta đi qua đây, đương nhiên cái ngày 30 tháng 4 là ngày đau thương đất nước. Chẳng hạn giống như Thượng nghị Ngô Minh Hải bên Canada, thì ông làm một cái tháng tư đen thì dừng sau đó cũng du duy là coi như hành trình tìm tự do. Có gì đâu để mà can thiệp, thấy không? Có đặc quyền riêng của nước người ta. Mà khôi hài can thiệp đủ thứ đã đợi rồi, ta cũng nuôi. Ta không cần biết tới, ta vẫn thông qua là một cái điều mà không hiểu rõ. Cái lãnh vực nào mình có thể can thiệp? Bởi vì đây nó không ảnh hưởng gì tới anh hết á. Đây là cái ngày kỷ niệm của công dân của người ta. Đi tới đó ta kỷ niệm nhớ cái ngày đó, để ta cái coi người ta đổi lời cũng du duy hay dùng nói để là tháng tư đen. Thì cũng có thể rằng là tùng dòng ngày quốc khánh của anh. Thì thôi vậy, ta để đây ngày hành trình tìm tự do. Rất là ngoại giao mà còn rồi cũng đi can thiệp vô, thấy rõ là con người không có biết điều phải cái việc bằng giao quốc tế. Vâng, thì thưa quý thính giả, khi mà nói về vấn đề nhân quyền không phải chỉ ở tại Việt Nam mà khắp nơi trên thế giới, trong cái phần thứ hai chúng tôi sẽ đề cập đến một cái vấn đề mà hiện giờ đang còn rất là tranh cãi, rất là sôi nổi ở tại Hoa Kỳ này. Xin quý vị tiếp tục giữ màn ảnh sau khi một số những thông tin về thương mại, chúng tôi sẽ trở lại trong phần thứ hai.